Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hố Xanh Kiến Thức. Thưa các bạn, mới đây, trên tờ Iomuri, một trong năm tờ báo lớn nhất của Nhật, đã tiết lộ đất nước mặt trời mọc đang xem xét triển khai ít nhất 1.000 tên lửa hành trình tầm xa có khả năng phản công nhắm vào Trung Quốc. Theo đó, các tên lửa này có thể được phóng từ tàu chiến hoặc máy bay và sẽ được triển khai chủ yếu tại các chuỗi đảo cực Nam Nhật Bản, nơi có thể vươn tới bờ biển Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Vậy thực hư thông tin này ra sao? Liệu quyết định này của Nhật Bản sẽ vấp phải những rào cản nào? Mời các bạn cùng Hố Xanh Kiến Thức tìm hiểu ngay sau đây. Thưa các bạn, từ một đế quốc hùng hãn, sau thất bại ê chề trong chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản bị ràng buộc bởi hiến pháp hòa bình. Theo đó, nước này phải từ bỏ phát triển các vũ khí có năng lực tấn công mà chỉ tập trung vào nhiệm vụ phòng thủ, hạn chế vai trò của quân đội ở mức tự vệ. Thế nhưng, cây muốn lặng mà gió chẳng dừng. Các mối đe dọa ngày càng lớn từ hai láng giềng cạ cứng là Trung Quốc và Triều Tiên đã khiến Nhật Bản phải suy nghĩ lại về thế phòng thủ của mình. Mới đây, nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết Trung Quốc có 1.900 tên lửa đạn đạo tầm trung phóng từ mặt đất và 300 tên lửa hành trình tầm trung có khả năng tấn công Nhật Bản. Tương tự, anh bạn Triều Tiên cũng đã triển khai hàng trăm tên lửa đạn đạo có thể tấn công Nhật Bản. Đáng chú ý, tới thời điểm này, Trung Quốc và Triều Tiên đều đã phát triển vũ khí siêu thanh có khả năng xuyên thủng hệ thống phòng thủ tên lửa của Nhật Bản. Trong khi căng thẳng khu vực Đông Bắc Á gia tăng vì các vụ thử tên lửa của Triều Tiên và các động thái lạ từ phía quân sự của Trung Quốc còn chưa yên, thì xung đột Nga-Ukraine lại xảy ra. Tất cả sầu chuỗi lại khiến chính quyền Nhật muốn thay đổi về thế trận quốc phòng. Như các bạn đã biết, Nhật Bản và Trung Quốc có tranh chấp lãnh thổ trên biển Hoa Đông. Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền với quần đảo không người mà ở nước này gọi là Điếu Ngư. Phía Nhật gọi quần đảo này là Senkaku và đang duy trì kiểm soát trên thực tế. Các chuỗi đảo cực Nam Nhật Bản nằm trên đường ra Thái Bình Dương của Hải quân Trung Quốc và gần đảo Đài Loan. Những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường chi tiêu quân sự và có những chiến lược quyết đoán hơn. Dù vậy, do hiến pháp nước này quy định chỉ sử dụng quân đội để tự vệ, và các tên lửa vũ khí có khả năng tấn công vào lãnh thổ nước khác đều không được triển khai. Những năm gần đây, Nhật Bản đã tăng cường chỉ tiêu quân sự và có những chiến lược quyết đoán hơn. Dù vậy, do hiến pháp nước này quy định chỉ được sử dụng quân đội để tự vệ, và các tên lửa, vũ khí có khả năng tấn công vào lãnh thổ nước khác đều không được triển khai. Thế nhưng, trước những căng thẳng địa chính trị gần đây, trong đó có tình hình xung đột của Ukraine, và sự kiện Trung Quốc tập trận áp sát Đài Loan đã khiến giới chức Tokyo kêu gọi xem xét lại các chương trình quốc phòng. Trong sách trắng quốc phòng 2022, Nhật cảnh báo việc Nga bị cô lập do cuộc chiến ở Ukraine có thể khiến Moscow ngày càng xích lại gần Bắc Kinh. Trước đó, Trung Quốc và Nga đã tiến hành các cuộc tập trận chung máy bay ném bom hạt nhân trên biển Nhật Bản hàng năm kể từ năm 2019. Gần đây nhất, hồi tháng 5 vừa qua, Tokyo đặc biệt quan ngại khi các máy bay ném bom chiến lược của cả Nga và Trung Quốc diễn tập hiệp đồng gần Nhật. Cuộc diễn tập được thực hiện ngay lúc Tổng thống Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị thượng đỉnh Bộ Tứ Kim Cương Liên minh giữa Mỹ, Nhật, Úc, Ấn Độ tại Tokyo. Trong sách trắng quốc phòng năm 2022, được chính quyền Thủ tướng Fumio Kishida thông qua, Nhật nhấn mạnh viễn cảnh một Moscow trong thế bị cô lập do cuộc chiến ở Ukraine có thể ngày càng xích lại gần Bắc Kinh. Cụ thể, sách trắng Nhật viết, đối với Nga, quốc gia bị cô lập trên chiến trường quốc tế và chịu nhiều tổn thất trên chiến trường. Tầm quan trọng của việc hợp tác chính trị và quân sự với Trung Quốc có thể tăng lên. Vì vậy, Nhật Bản nhấn mạnh sự cần thiết phải theo dõi trên tâm thế quan ngại các hoạt động của các lực lượng Moscow. Trước tình thế trên, cuốn sách cũng chỉ ám chỉ rằng nước này sẽ xem xét một quyết định gây tranh cãi về triển khai năng lực phản công và sử dụng nó như một biện pháp răn đe đối với các hệ thống tên lửa ngày càng tiên tiến của Trung Quốc và Triều Tiên. Và đây chính là lần đầu tiên cụm từ là năng lực phản công được đề cập trong sách trắng quốc phòng Nhật. Theo đó, ngoài tăng chi tiêu quân sự, sắm sửa nhiều tàu chiến và máy bay hơn, sách trắng cũng để ngỏ khả năng phát triển tên lửa tầm xa dưới danh nghĩa phản công tầm xa. Vậy chính sách phản công tầm xa của Nhật được hiểu như thế nào? Để trả lời câu hỏi này, mới đây, giới chức trách đã không ngần ngại thông tin trước dư luận. Theo đó, Nhật Bản đã khởi động chương trình phát triển năng lực tên lửa để đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Trung Quốc. Một nguồn tin cho biết,
các tên lửa hành trình là loại hiện có sẵn trong biên chế quân đội Nhật Bản, nhưng sẽ được cải tiến để nâng tầm bắn từ 100 km lên tới 1.000 km. Cụ thể, sẽ có hơn 1.000 tên lửa mới sẽ được triển khai ở trong và xung quanh khu vực Tây Nam Kyushu và trên các đảo nhỏ nằm rải rác vùng biển phía Tây Nam của Nhật Bản gần Đài Loan, Trung Quốc. Các tên lửa đất đối hạm Type 12 này sẽ được triển khai vào năm 2024, sớm hơn 2 năm so với kế hoạch. Hơn nữa, Nhật Bản cũng sẽ nâng cấp khả năng tấn công trên mặt đất bên cạnh vai trò chống hạm ban đầu. Rõ ràng, Nhật Bản đã lựa chọn tên lửa hành trình làm át chủ bài cho khả năng phản công trong chiến lược an ninh quốc gia sắp tới của mình. Tuy nhiên, thêm một câu hỏi, đầu tiên là tiền đâu khi ngân sách chi cho quốc phòng của Nhật Bản luôn bị giới hạn ở mức 1% GDP kể từ sau Thế chiến. Theo nhà phân tích cấp cao Brugringer thuộc tổ chức Heritage, Nhật Bản khó có thể được các khả năng tấn công mới khi ngân sách quốc phòng hạn chế đã cản trở khả năng thực hiện các kế hoạch an ninh đầy tham vọng. Do đó, vị chuyên gia cũng đề cập khả năng Nhật Bản có thể phá vỡ giới hạn 1% tự áp đặt đối với ngân sách quốc phòng của mình, dù động thái như vậy sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ về mặt chính trị lẫn trong nước. Và quả thật, đáp lại nghi ngờ trên, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida tuyên bố sẽ tăng cường đáng kể chi tiêu quốc phòng. Truyền thông đất nước mặt trời mọc cũng đua nhau đưa tin rằng Bộ Quốc phòng Nhật Bản có thể yêu cầu giải ngân hơn 5,6 nghìn tỷ yên, tương đương 40 tỷ đô la Mỹ cho năm tài chính 2023. Đề xuất ngân sách của Bộ Quốc phòng Nhật Bản tập trung vào những lĩnh vực then chốt như các hệ thống tấn công và phòng thủ tên lửa, các phương tiện không người lái, phòng thủ không gian và an ninh mạng. Do đó, con số 5,6 nghìn tỷ yên có thể chưa phải là mức đề xuất cuối cùng, mà còn có và có thể tăng lên tới 6,5 nghìn tỷ yên, tương đương gần 47 tỷ đô la Mỹ. Các bạn thân mến, như chúng tôi tìm hiểu, trên thực tế, Nhật Bản đã liên tục tăng ngân sách quốc phòng hàng năm trong suốt thập niên qua. Điều này được thể hiện trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 5 năm 2022. Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã cam kết rằng tăng cường tiềm lực quốc phòng khi Washington và Tokyo nỗ lực thắt chặt liên minh an ninh. Phát biểu tại đối thoại Shangri-La ở Singapore hồi tháng 6 năm 2022, Thủ tướng Kishida cũng tuyên bố Nhật Bản sẽ tăng cường tiềm lực quốc phòng trong vòng 5 năm tới và đảm bảo gia tăng đáng kể ngân sách quốc phòng để thực hiện mục tiêu này. Và tuyên bố này không phải lời nói suông, nhất là khi Đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền đã giành thắng lợi lớn trong cuộc bầu cử Thượng viện Nhật Bản hồi tháng 7 vừa qua. Trước đó, nhiều nghị sĩ của LDP đã kêu gọi chính phủ của Thủ tướng Kishida tăng chi tiêu quốc phòng lên mức 2% GDP trong vòng 5 năm tới, giống như mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đề ra cho các nước thành viên. Khi đó, Nhật Bản sẽ trở thành quốc gia có chi tiêu quốc phòng lớn thứ 3 thế giới chỉ sau Mỹ và Trung Quốc so với vị trí thứ 9 hiện nay. Bàn về động thái trên, học giả Nozomu Yoshitomi tại Đại học Nihon nhấn mạnh tăng ngân sách quốc phòng là một việc bắt buộc bởi môi trường an ninh xung quanh hiện nay khiến Nhật Bản dễ trở nên tổn thương. Quả thật, cuộc chiến của Nga tại Ukraine cộng thêm tình hình ngày càng căng thẳng ở eo biển Đài Loan và mối đe dọa từ vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã khiến không ít người dân Nhật Bản ủng hộ với việc tăng chi tiêu cho quốc phòng. Trong cuộc khảo sát do hãng thông tấn PG Press thực hiện hồi tháng 6, khoảng 50% số người Nhật được hỏi tán thành mức tăng nói trên dành cho chi tiêu quốc phòng. Bên cạnh đó, giới phân tích cho rằng việc Nhật Bản tăng chi tiêu quốc phòng sẽ tạo cơ hội cho ngành công nghiệp vũ khí của xứ Hoa Anh Đào đẩy mạnh đầu tư nhằm tăng nâng cao năng lực cạnh tranh trước các ông lớn Mỹ và quốc tế, qua đó có thể giành các hợp đồng trong nước và hướng tới xuất khẩu. Tuy nhiên, vẫn còn luồng dư luận đi ngược lại. Cụ thể, giáo sư Toshiyuki Ito tại Viện Công nghệ Kanazawa cho rằng đề xuất tăng ngân sách quốc phòng lên mức 2% GDP khó thành hiện thực trong bối cảnh bất kỳ một mức tăng chi tiêu quốc phòng nào, dù là khiêm tốn, cũng sẽ gia tăng sức ép đối với chính phủ Nhật vốn đã phải gồng gánh những khoản chi phí khổng lồ liên quan tới tình trạng già hóa dân số. Để xoa dịu dư luận, Thủ tướng Kishida cho biết thay vì đề ra con số mục tiêu cụ thể, mức tăng ngân sách quốc phòng của Nhật Bản sẽ được cân nhắc dựa trên các ưu tiên chi tiêu. Vị Thủ tướng chia sẻ,
Những gì tôi đề xuất là xây dựng tiềm lực quốc phòng cần thiết trong vòng 5 năm tới, trong khi theo dõi sát sao diễn biến tại các quốc gia khác. Khi tính toán cụ thể mình cần đạt được những năng lực nào, chúng tôi sẽ biết được cần ngân sách quốc phòng lớn ra sao. Và tới lúc đó, chúng tôi sẽ cần nghĩ tới cách để có được nguồn ngân sách ấy. Các bạn thân mến, mặc dù bị hạn chế khả năng tấn công, nhưng Nhật Bản vẫn được cho rằng đang sở hữu một trong những quân đội mạnh nhất của châu Á. Đội quân này vô cùng tinh luyện, đủ sức tấn công mọi mục tiêu của kẻ địch. Và khi 1.000 tên lửa hành trình tầm xa của Nhật trở thành hiện thực, sẽ khiến nền quốc phòng nước này trở nên siêu cường. Anh bạn to lớn như Trung Quốc hay gan dở như Triều Tiên, muốn gì cũng phải dè chừng, khó có thể làm càn như trước. Các bạn có nghĩ như vậy không? Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của các bạn dưới phần bình luận nhé! Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video của Hố Xanh Kiến Thức. Xin chào và hẹn gặp lại! Video đến đây là hết rồi. Nếu bạn nhận được thông tin gì thú vị và ý nghĩa thì hãy dành cho Hố Xanh Kiến Thức sự ủng hộ bằng cách chia sẻ video đến mọi người nhé. Bạn cũng có thể nhấp vào bên trái hoặc bên phải màn hình để theo dõi những video thú vị khác của Hố Xanh Kiến Thức. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!